À, Quang Đẩu hôm nay là sẽ giới thiệu với anh em bạn bè trên Facebook và anh em ở nước ngoài. Hôm nay là Vĩnh Lộc có đưa một nhà thơ Phi Long, mà từ trước đến giờ là coi như nhà sĩ Quang Đẩu cũng là rất quý mến là anh nhà thơ này. Mà hôm nay là coi như nhân tiện là nhà sĩ Vĩnh Lộc có đưa nhà thơ Phi Long đến nhà Quang Đẩu. Đầu xuân không đến được, nhưng mà hôm nay cũng là ngày mười mấy Tết rồi, thì nó cũng ở trong ngày ăn chơi, cho nên là Phi Long cũng đến chúc Tết gia đình Quang Đẩu. Và Quang Đẩu là hết sức là vui mừng được nhà thơ Phi Long đến gặp nhạc sĩ Quang Đẩu để chúc xuân. Xin chào anh nhà thơ Phi Long. Sức khỏe của anh dạo này ăn Tết có khỏe không anh nhà thơ? Trước hết là năm mới cũng chúc mừng Quang Đẩu dồi dào sức khỏe, thắng lợi, đạt nhiều cái điều mà mình muốn, và cũng là trong cái dịp đầu xuân thì chúc gia đình vui vẻ hạnh phúc. Cũng mình cũng mong muốn rằng là nhà thơ có những cái suy nghĩ thêm những cái vần thơ làm sao nó có những tiết tấu để nhạc sĩ Vĩnh Lộc và ngay cả Quang Đẩu cũng sẵn sàng là phổ nhạc cho nhà thơ Phi Long. Ngoài cái Tà Cú Dấu Yêu là tin chắc là nhạc sĩ Vĩnh Lộc sẽ có những cái giai điệu hay hơn nếu Phi Long có những cái tác phẩm mới. Xin chúc Phi Long hy vọng vậy. Đầu năm hy vọng vậy. Mình đại diện cho gia đình, mình cũng chúc gia đình Phi Long năm mới làm ăn gặp nhiều may mắn và phát tài. Riêng nhà thơ Phi Long có những tác phẩm mới, xin chúc mừng. Mà tình còn vương vấn, ly đã cạn mà người chẳng muốn xa. Các bạn cũng đang nghe ca khúc Tà Cú Dấu Yêu do nhạc sĩ Vĩnh Lộc đã phổ thơ từ nhà thơ Phi Long, nguyên là giám đốc khu du lịch Bình Thuận Tà Cú trước đây. Xanh mây mù giăng lối xa, trong sâu thẳm với bao điều huyền thoại, ta nhớ hoài Tà Cú Dấu Yêu ơi. Về Tà Cú lòng ta như ngất ngây, mây và mưa núi rừng chim hát ca, ta bay mãi trên tầng cao ngút ngàn, chốn thiên đàng quên hết nỗi ưu tư. Năm từ bi dưới hàng cây như ngủ say, linh sơn trường thọ mang tiếng kinh cầu cho ta quên hết nỗi sầu đau, bao nhiêu muộn phiền đủ tôi tan theo gió núi ngàn phương, tan trong giấc mộng vô thường. Về Tà Cú lòng như không muốn đi, khi chiều xuống vườn lim vang tiếng ca, môi đã mềm mà tình còn vương vấn, ly đã cạn mà người chẳng muốn xa. Môi đã mềm mà tình còn vương vấn, ly đã cạn mà người chẳng muốn xa. Vĩnh Lộc thì nói chung là anh em mình gặp đây là cũng là lần thứ hai trong cái dịp Tết. Nói
nói chung là anh em mình cũng gần gũi và rất mừng. Thì cũng mong muốn rằng là nhạc sĩ Vĩnh Lộc đưa nhà thơ Phi Long đến nhà mình, thì cũng mong muốn rằng là sẽ có những cái tác phẩm mới mà nhà thơ Phi Long sắp tới đẻ ra những cái bản thơ rất hay. Đó là một. Cái thứ hai nữa, nhưng mà mình mong muốn rằng là cái ngày tình yêu tới, mà không biết là nhà thơ Vi Long đã có cái những vần thơ về ngày tình dân chưa, anh em mình cũng rất đói hoài về những tác phẩm đó. Còn tất nhiên là nó gần gũi và nó sát sườn cho cái ngày tình nhân, thì nói chung là anh em mình cũng chưa sát sườn. Tất nhiên là những cái bài nó vẫn vơ, giống như ở trên mạng thế giới người ta đưa thì cái đó là cái chuyện nói chuyện bình thường, nhưng mà thấy sát thực nhất cho cái ngày tình nhân của anh em mình viết cho nó thực tế thì chưa. Đó thì cũng mong muốn rằng là nhạc sĩ Vĩnh Lộc có thêm cái ý kiến về cái ngày tình nhân sắp tới, thì nhạc sĩ Vĩnh Lộc có những cái giai điệu gì chưa? Nói chung thì nếu mà nói ngày tình nhân về các anh thi sĩ, các chị thi sĩ ha, về các anh nhạc sĩ, các cô thi sĩ, và ai rồi cũng có những cái bài thơ, những cái giai điệu riêng mình thì cũng có những cái suy nghĩ, nhưng mà thật sự phát xuất ra ngay lúc này thì chưa, nó chỉ có là một men thôi. Nói chung là giai có rồi, nhờ điệu chưa mình chắc có lẽ là chập lát nữa mới có thể có được. Còn bây giờ tới thăm anh nhạc sĩ Quang Đậu cùng với anh Phi Long, là do hai anh em là có cái hẹn trước uống cà phê đầu năm, xong rồi ghé tới nhà anh Quang Đậu để gặp anh, chúc sức khỏe, rồi anh em mình có chuyện chơi tâm sự qua cái thơ nhạc vậy thôi. Đó thì có cái gì rap thì rap được, rap luôn. Thì đúng rồi, đó là cái niềm vui của anh em mình chỉ có bao nhiêu thôi. Đúng rồi. Như vậy là mình cũng thay mặt cho anh em và cả gia đình xin cảm ơn cái lời tự sự của nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Mà đáng mừng nhất là mình có nhà thơ Phi Long đến chúc xuân cho gia đình mình, mặc dù là nó có mụn nhưng trong cái tình cảm nên mình như vậy là đã là gắn kết và đã quý mến. Thì một lần nữa là xin chúc mừng với lại anh Phi Long á, anh nói rằng á là biết anh Quang Đậu nhiều nhưng mà chưa có dịp tới nhà lần nào. Đúng rồi. Cho nên là đây cũng là một cái dịp là tới thăm anh luôn. Để đi nhà sau này trong quá trình có những cái giao tiếp về thơ, về nhạc hay là về cái gì đó trong cái sinh hoạt cuộc sống thì anh em sẽ dễ tỏ bày tâm sự. Đúng. Cái ý đó là rất hay anh Phi Long tại vì anh em mình nó nói mình mỗi ngày mình có những người bạn mà rất chân tình, là tôi rất mong muốn những điều đó. Anh em mình là cần chân tình và chân thật, cái điều gì đó anh em mình trao đổi tâm sự nó rất cặn kẽ chi ly, và anh em mình giúp đỡ nhau trong lúc ngặt nghèo. Tức nghĩa ở đây là không phải là ngặt nghèo về kinh tế này nó nhá nhưng mà chữ nghĩa văn chương, trong đó anh em mình có những cả từ, chẳng hạn như bây giờ tôi là chuyên sáng tác, hoặc là nhạc sĩ Vĩnh Lộc là chuyên sáng tác, nhưng có những vần thơ của anh em mình mang tới, đó là một cái niềm vui rất là sướng, đó là một cái khí thế. Vậy là thơ nhạc giao duyên, đúng đúng rồi. Mà nhưng mà đó là đúng là cái duyên nha, cái đó có duyên nha, chứ không phải là ai cũng được nha. Tại vì nó nói bây giờ không hiểu là nhà thơ Phi Long là có suy nghĩ gì thêm không biết, nhưng mà đối với anh em mình á, có thể là mình nói hàng chục hàng ngàn thì nó quá đáng, nhưng cũng có những nhà thơ cũng gửi những tập thơ mon men nhờ các nhạc sĩ bổ thơ, nhưng mà không có duyên là chuyện không có đó thật đó. Ngay cả Vĩnh Lộc cũng xác thực cũng điều đó chứ không phải có nghĩa là khi mình đọc một đúng. Cái bài thơ đó, cái bài thơ nó trước hết là nó có cái hồn đó, nó phải quyện vào cái hồn của mình, đúng rồi, rồi mình mới cảm xúc mình để đưa ra thành giai điệu được chứ. Đúng. Còn nếu mình đọc một cái bài thơ, và tất nhiên là có những bài thơ rất là hay, đúng, nhưng mà mình không tạo được cái hồn được, đúng rất rồi là khó.
đó. Cho nên mình nói cái duyên là cái duyên ở chỗ đó. Tại vì sao? Cái đó một cái sự đồng cảm. Nó sự đồng cảm. Và khi mà mình đọc cái bài thơ đó, tự nhiên cái giai điệu nhạc nó có liền, nó có in hằn trong đầu mình và có sẵn sàng bởi ông đàn lên là hát. Rất là một cái chuyện ngẫu nhiên. Thơ và nhạc á, giống như là tình yêu, là sự hài hòa, những tâm hồn lại với nhau. Cái đặc thù của Việt Nam á là nhạc là từ thơ, có thơ có nhạc. Hồi xưa giờ vậy, nó dẫn dắt không phải là từ thơ không, mà từ những lời ru hả, nó rồi dần dần nó chỉ thành những bài thơ à. Và những cái bài thơ đó là sẽ nó mới sinh ra, cổ ra những cái bài nhạc hay. Đúng rồi. Rồi cái những cái ý tứ đó thì anh em mình gói gọn lại, nó là một cái căn nhà nhỏ, nó giống như một cái túp lều tranh mà người ta nói hay quá. Đó. Chính vì đó là cái nhà một căn nhà nhỏ, nhưng mà thật ra nó tỏa ra cái hương thơm rất là lớn. Đúng. Không phải là nó nhỏ là nó tối bỏ nó cái nhỏ. Mình nhỏ là mình nói về cái ý tứ của các anh em nhạc sĩ nhà thơ. Còn cái chuyện mà nhỏ hay lớn thì bản thân của cái ca khúc đó, của vần thơ đó, nó có mang đến cho công chúng hoặc là mang đến cho mọi người trên trái đất này người ta đồng cảm được hay không, đó là điều quan trọng. Tại vì nghĩa là được mọi người chấp nhận. Đúng rồi. Cái lời thơ đó, tức là cái ca từ đó, cái giai điệu đó nó đưa ra, tôi cũng thấy thích, anh cũng thấy thích, mọi người cũng thấy thích, thì rõ ràng đó là một cái phát tán rất là đẹp. Rồi. Nói tóm lại là chúng ta sẽ đi tìm cái đẹp nhất, cái trong lời thơ ý nhạc nhỏ nhất. Cái nhỏ nhất đi tìm từ cái nhỏ nhất thôi. Để ha. Rồi, thôi bây giờ anh em mình chúc mừng nha. Vui đi. Rồi, vui. Vui. Rồi, xin cảm ơn nhạc sĩ Vinh Lộc và nhà thơ Kỷ Lộc. Rồi, xin cảm ơn anh Quang Đọc. Nãy giờ anh em coi như là cũng đã vui. Xin giới thiệu các bạn là nhạc sĩ Vĩnh Lộc cũng đã ngẫu hứng với cái ngày tình nhân như thế này. Nhạc sĩ Vĩnh Lộc có 4 câu, nhạc sĩ Quang Đậu có 4 câu, thì mình sẽ đọc qua rồi mình khởi hứng cho các anh em nghe như thế nào nha. Nhạc sĩ Vĩnh Lộc thì như thế này: ngày người yêu hỡi, khi nắng xuân sao, chim hót trên cao, lòng tôi nhớ người. Bây giờ bốn câu của Quang Đậu như thế này: một ngày xa vắng, ta trốn nơi nào, điệp khúc trong ta tình yêu ngất ngây, tình yêu ngây ngất. Rồi bây giờ Quang Đậu sẽ ngẫu hứng thành cái giai điệu như thế nào. Ngày người yêu hỡi, khi nắng xuân sao, chim hót trên cao, lòng tôi nhớ người. Một ngày xa vắng, ta trốn nơi nào, điểm khung chúng ta tình yêu ngây ngô. Đó, xin giới thiệu với các bạn như thế. Là bây giờ sẽ còn tiếp nữa. Nhà thơ Phi Long chưa xuất hiện. Đó là cái phần ngẫu hứng về giai điệu của Quang Đậu trong 8 câu. 4 câu đầu là của nhạc sĩ Vĩnh Lộc, 4 câu sau của nhạc sĩ Quang Đậu. Rồi bây giờ là mình sẽ giới thiệu cho các bạn là nhạc sĩ Vĩnh Lộc sẽ hát 4 câu đầu và Quang Đậu sẽ hát 4 câu sau ngẫu hứng của giai điệu. Xin mời các bạn nghe. Này người yêu ơi, khi nắng xuân sao, chim hót trên cao, lòng tôi nhớ một ngày xa vắng, ta trốn nơi nào, niềm khúc trong ta tình yêu ngây ngô. Đó là cái sự đồng điệu của anh em nhạc sĩ Vĩnh Lộc và nhạc sĩ Quang Đậu đó. Thì cũng mong rằng các anh em mình đồng cảm vui trong những ngày xuân để có những cái vần thơ, có những nốt nhạc và có những cái giai điệu rất dễ thương để cùng chúc cho cái ngày tình nhân vui, sắp tới đó. Vui vậy thôi. Xin cảm ơn các bạn cũng đã lắng nghe tinh thần của anh em mình. Xin chào. Nhà thơ. Bây giờ nhà thơ Phi Long. Còn nhà thơ Phi Long nữa, còn một nhà thơ Phi Long nữa. Rồi, cái đó là xin là sẽ ghi nhận. Sẽ
nhà thơ Vi Long cũng hết sức cố gắng sẽ gửi tặng cho anh em mình những câu thơ, và những nếu có những câu thơ đó từ nhạc sĩ Vinh Lộc và nhạc sĩ Quang Đẩu sẽ có những giai điệu đồng điệu cho gửi đến cho các bạn trong ngày tình nhân sắp tới. Xin chào các bạn.